Năm 2020, phấn đấu giáo dục nghề nghiệp cho 8.000 học sinh, trong đó cao đẳng 200 học sinh, trung cấp 500 học sinh, sơ cấp và đào tạo thường xuyên trên 7.100 học sinh. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo cho trên 4.000 người, đạt trên 50% kế hoạch. Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn ở các huyện, thành phố và các cơ sở dạy nghề theo đề án 1956 với 82 lớp cho trên 2.860 học sinh, đạt gần 50% kế hoạch. Tỉnh Tuyên Quang phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lao động nông thôn chiếm khoảng 80% lực lượng lao động. Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tuyên Quang đã được triển khai thực hiện, làm thay đổi nhận thức về học nghề, việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tỉnh Tuyên Quang đã đặc biệt quan tâm đến việc triển khai thực hiện quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh lồng ghép với việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cũng ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn tham gia các lớp đào tạo nghề, giúp nhiều lao động sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề tìm được việc làm ổn định. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người lao động. Trong thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Hàm Yên đã phối hợp với các xã thị trấn tổ chức các lớp học nghề như trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, hướng tới nhu cầu của người lao động nông thôn. Lựa chọn con giống tốt, cách chăm sóc đàn vật nuôi đúng quy trình, những dấu hiệu của đàn vật nuôi bị dịch bệnh, cách phòng trừ và chữa trị đã được giáo viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Hàm Yên truyền tải tới hơn 30 học viên của lớp học. Học viên của lớp học nghề này chủ yếu là các hộ đang chăn nuôi với quy mô nhỏ và vừa của xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Tôi thấy cái lớp chăn nuôi này rất phù hợp với cơ sở nông thôn miền núi như này. Thì bà con thường xuyên chăn nuôi trâu bò với lại lợn gà, nuôi theo tự nhiên với không biết mầm bệnh nó do nguyên nhân gì, nên học này là rất lợi ích cho bà con nông dân. Sau khi học xong và bà con có thể áp dụng và làm ngay trong gia đình nhà mình được ngay, sẽ nâng cao được cái hiệu quả kinh tế gia đình nhà mình. Để công tác dạy nghề đạt hiệu quả, trong thời gian qua, Trung tâm không ngừng đổi mới phương pháp dạy nghề, chú trọng dạy nghề theo nhu cầu của người học và gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Với phương châm cầm tay chỉ việc, Trung tâm đã phân công những giáo viên có trình độ chuyên môn tay nghề cao tham gia các lớp dạy nghề. Sau mỗi phần học lý thuyết, các học viên sẽ được thực hành ngay trên chính các phương tiện máy móc của Trung tâm. Nhờ đó đã góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động. Điều dễ nhận thấy rõ nhất là kết thúc khóa học, các học viên đã nắm bắt và phát huy, áp dụng tốt kiến thức thực tế vào sản xuất của gia đình, như biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi. Các hỏng hóc nhỏ của máy nông nghiệp có thể tự sửa chữa được, qua đó góp phần giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp trên cùng một đơn vị diện tích. Qua thời gian học tập lớp dạy nghề nông nghiệp và với lại một số máy móc khác thì các thầy giáo nhiệt tình để dạy bảo với lại rút kinh nghiệm cho từng học viên một, học được thì mình có thể tự sửa chữa máy móc của mình. Đối với các xã vùng sâu vùng xa, căn cứ vào cái điều kiện nhu cầu của bà con về cái điều kiện phát triển kinh tế cũng như là gắn với lại các cái xã cũng như trên địa bàn huyện là thực hiện cái việc đào tạo nghề cho lao động thôn cũng như nằm trong các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi đã gắn vào những cái mục đích đó và những yêu cầu nhu cầu của bà con, thì chúng tôi đã và đang tổ chức các cái lớp dạy nghề giúp cho bà con là có thể có được cái nghề và cũng như nắm được, bắt được những cái nghề phục vụ ngay bản thân gia đình và cũng như là hỗ trợ và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lớp dạy nghề dựa trên thế mạnh địa phương được trung tâm triển khai thực hiện như nuôi trồng thủy sản, trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm.
Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức được gần 10 lớp dạy nghề, trong đó tập trung vào các ngành nghề như nông lâm nghiệp và phi nông nghiệp. Để công tác dạy nghề ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, cử cán bộ đến các thôn, xã, trường học để hướng nghiệp cho học sinh và lao động nông thôn. Phấn đấu giải quyết việc làm cho lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Còn đây là lớp nghề mây che đan được Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Lâm Bình phối hợp với Hội Phụ nữ xã Bình An tổ chức. Tham gia lớp học có 35 học viên, chỉ sau hơn một tuần vừa học lý thuyết và thực hành. Hơn 35 học viên của lớp học đã tự tay đan được các sản phẩm mây che đan như làn, mâm, nón. Có cái lớp học này thì tôi cũng theo để làm học hỏi thêm cái kiến thức. Mong muốn của tôi là sau lớp học này thì có người để học hỏi cho nó kiến thức nó cao hơn, cái sản phẩm nó tốt hơn để có thu nhập. Chúng tôi muốn là để cho các chị em làm thêm sản phẩm, làm thêm để thu nhập thêm cho gia đình. Sau một tuần học thì tôi thấy là các chị cũng rất là tiến bộ và làm được ra nhiều cái sản phẩm. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng mong muốn là tiếp tục là mỗi năm là mở thêm một lớp dạy nghề để cho chị em hội viên phụ nữ tham gia học tập. Với mục tiêu đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện có kiến thức kỹ thuật, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, hàng năm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện phối hợp với các xã tổ chức đăng ký nhu cầu học nghề cho người dân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo tập trung vào lĩnh vực nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong năm 2019, huyện đã mở 8 lớp học nghề về chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, hướng dẫn du lịch, sản xuất hàng mây tre đan, trồng rau, nuôi trồng thủy sản cho 217 học viên. Cùng với đó, các tổ chức hội đoàn thể, ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các xã trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh việc đào tạo nghề, trung tâm còn chú trọng tới việc liên kết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để đào tạo theo nghề cho phù hợp. Vừa qua, trung tâm đã phối hợp với xưởng mây che đan xuất khẩu huyện Chương Mỹ, Hà Nội, phối hợp với hợp tác xã Nhật Minh, xã Quân Hà để đào tạo nghề và bao tiêu sản phẩm cho người lao động sau học nghề. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Lâm Bình đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người lao động. Số học viên sau khi học nghề cũng đã có việc làm, cũng như tự tạo việc làm cho mình ổn định, có thu nhập. Trong năm 2020, huyện có kế hoạch mở 8 lớp học nghề cho gần 300 học viên. Trong đó, các nghề chủ yếu như mây che đan, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn. Từ đó giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, đồng thời khai thác hiệu quả, tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chúng tôi đã tích cực tham mưu cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội để thực hiện các phiên giao dịch việc làm, đồng thời để giới thiệu cho các đoàn viên thanh niên tham gia lao động ở các khu công nghiệp, đồng thời cũng tích cực giới thiệu với bà con về những cái ngành nghề phù hợp với địa phương mình. Một cái nữa đó là chúng tôi tích cực tham gia để quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm cho bà con để bà con có những cái thu nhập ổn định. Xu hướng đào tạo nghề hiện nay được xác định phải dựa theo nhu cầu xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang đã tiến hành tìm hiểu thị trường, liên kết trong đào tạo nhằm nâng cao tỷ lệ học viên học nghề xong có việc làm ổn định, góp phần tiết kiệm chi phí đào tạo, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển. Việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tìm đầu ra sau đào tạo cho học viên đã được trường quan tâm chú trọng. Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang đang thực hiện hơn 20 chương trình đào tạo, trong đó có 6 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 6 nghề đào tạo trình độ trung cấp và 15 nghề đào tạo trình độ sơ cấp như hàn, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, kế toán doanh nghiệp, vận hành máy thi công nền, sửa chữa xe máy, lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, E với quy mô đào tạo trên 2.000 học viên mỗi năm. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn coi trọng việc dạy lý thuyết gắn với thực hành. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đầy đủ các thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo các ngành nghề theo đúng quy định.
Bộ môn em lựa chọn là bộ môn là công nghệ ô tô. Em học ở đây thì các thầy giảng dạy em rất là nhiệt tình, từ lý thuyết tới phần thực hành. Trong khi học ở đây thì nhà trường tạo rất nhiều điều kiện cho lớp em là được đi thực tập ở ngoài xưởng và các công ty. Và em mong sau khi học ở đây ra thì em cũng có một nghề ổn định để sau này có thể làm trụ cột gia đình. Phương châm của chúng tôi là học lý thuyết gắn với thực hành. Các em đã được trực tiếp làm việc trên những xe mà những cái xe ô tô thực tế, và hy vọng rằng là qua những cái lần thực tế như này thì các em có những cái tay nghề đảm bảo để sau này ra ngoài đảm bảo yêu cầu của xã hội. Để đáp ứng nhu cầu lao động của các đơn vị doanh nghiệp, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang đã thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp gỗ, doanh nghiệp may mặc, cơ khí trong tỉnh và ngoài tỉnh để tìm hiểu, phối hợp đưa ra mô hình tuyển sinh đào tạo phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Sự phối hợp này, một mặt chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao do doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh nhà trường có môi trường thực hành tốt nhất. Mặt khác, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề, phục vụ hiệu quả nhu cầu công việc. Theo thống kê của nhà trường, 100% học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay với các nghề được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Cái việc tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội thì cái kết quả nó thể hiện rõ ở cái số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Theo dõi của nhà trường trong các năm gần đây thì cái tỷ lệ việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau tốt nghiệp trong vòng 6 tháng là đạt từ 82 đến 85%. Cái số lượng học sinh, sinh viên chưa đi làm nó tập trung ở cái đối tượng các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp. Lúc đó khi mà tốt nghiệp trung cấp thì các em chưa đủ tuổi lao động và các em vẫn đang hoàn thiện cái chương trình lớp 12, cho nên lúc đó các em chưa đi làm. Chính vì vậy cho nên cái tỷ lệ lao động chưa có việc làm nó tập trung ở cái nhóm đó. Với cái việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội thì nó hoàn toàn thiết thực, bởi vì thứ nhất là chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng lên bởi vì có sự gắn kết với doanh nghiệp. Cái thứ hai là giải quyết tốt cái đầu ra cho người học. Lao động nông thôn sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức đã học vào phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Có việc làm được các doanh nghiệp, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tuyển dụng, được chuyển nghề, có thu nhập, tăng năng suất lao động. Nhiều hộ biết vận dụng kiến thức được học vào phát triển kinh tế, hộ gia đình. Bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2019 lên trên 57%, trong đó qua đào tạo nghề trên 35%. Năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tỉnh Tuyên Quang đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động, tập trung ưu tiên đào tạo tại các địa phương xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Các đối tượng thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.